Trong tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 5,2 triệu lượt khách nội địa. Tính chung 10 tháng, nước ta đã đón 10 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 98,7 triệu lượt khách nội địa, mang lại tổng thu từ du lịch ước đạt 582.600 tỷ đồng. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 năm 2023 tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng của năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, mở ra triển vọng đón từ 12 đến 13 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Số lượng khách đến bằng đường hàng không chiếm 87,5% tổng số lượng khách, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, cả lượng khách đến bằng đường bộ và đường biển cũng có sự tăng trưởng đáng kể, chiếm lần lượt 11,8% và 0,7% tổng lượng khách. Không chỉ có sự tăng mạnh của khách quốc tế, du lịch trong nước cũng đang trải qua một giai đoạn tăng cường với 5,2 triệu lượt khách trong tháng 10 năm 2023, trong đó có hơn 3,7 triệu lượt khách có lưu trú. Các con số kinh doanh cũng thể hiện sự bứt phá của ngành du lịch, khi doanh thu từ khách du lịch trong 10 tháng 5 năm 2023 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 555.600 tỷ đồng, doanh thu từ du lịch lữ hành cũng tăng 47,6%, đạt 30.200 tỷ đồng. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,9 triệu lượt, và Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 1,3 triệu lượt. Cả hai thị trường này chiếm 42% tổng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Mỹ đứng thứ ba với 667.000 lượt, Đài Loan ở vị trí thứ tư với 606.000 lượt, Nhật Bản đứng thứ năm với 469.000 lượt. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Campuchia là những thị trường đứng đầu với số lượng khách đến lần lượt là 392.000, 372.000 và 326.000 lượt.